đặt một viên bi sắt lên mặt bếp từ có phủ một lớp cát mịn, sau đó khởi động công tắc. Lúc này một cảnh kỳ diệu đã xảy ra, bi sắt thực sự bắt đầu di chuyển và quỹ đạo hoạt động có một mô hình nhất định, như thể hòn bi có ý thức của riêng mình. Và hiện tượng đáng kinh ngạc này, thực tế nó hoạt động dựa trên từ trường ma thuật, sử dụng nam châm như một chất có từ trường riêng, thành phần chính của nó là sắt, wolfram, nickel và các nguyên tử khác, bởi vì bản thân cấu trúc đặc biệt đã chứa một số từ trường nhất định. Vì vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu động cơ được đặt giữa hai nam châm? Có thể thấy trong video, người này lấy ra hai nam châm bắn nguyệt, sau đó lấy thêm một động cơ nhỏ có gắn đĩa trên đầu, dán cố định động cơ lên một tấm gỗ, lắp một đĩa CD nhỏ lên trục của động cơ và dán ba nam châm vào nó. Sau đó, hai nam châm đã chuẩn bị trước, gắn đối diện nhau, hai mặt của đĩa nằm ở khoảng giữa, chờ cho đến khi mọi thứ đã sẵn sàng. Dùng tay xoay nhẹ một vài vòng, lúc này một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện. Chúng ta có thể thấy rằng đĩa quay ngày càng nhanh và không có ý định dừng lại. Khi nhiều người nhìn thấy cảnh này, nghĩ đây là một cỗ máy chuyển động vĩnh viễn. Một số khác lại nghĩ rằng động cơ này là một thất bại, bởi vì nó được điều khiển bởi các ngón tay để duy trì chuyển động quay liên tục. Vì vậy, nó không thực sự có động lực. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ gì về điều này? Đây là một loại chai đựng không bao giờ đầy nước. Nó chỉ tồn tại trong không gian 4 chiều hoặc đa chiều trở lên. Nó được tạo nên từ một mặt hình khúc. Hình khúc sẽ kéo dài thành một cái bình, đáy bình rỗng, sau đó kéo giãn bình, rồi nối liền đáy bình lại. Loại bình như thế này, một con côn trùng sẽ bay được vào trong rồi lại bay được ra ngoài, mà không cần đi qua đáy bình. Nên có thể nói cái bình này không có bộ phận trong ngoài. Bạn có dùng bao nhiêu chất lỏng cũng không đựng đầy nó. Để quy quả cầu này chuyển động như hình, bạn sẽ hiểu được, chúng ta không thể phân biệt được trong và ngoài của nó. Còn quả cầu thì cứ chuyển động về phía trước. Ai xem phim Vườn Sao Băng có để ý trên bàn của nam chính có đặt một con lắc Newton đó. Nó bao gồm 5 quả cầu giống hệt nhau tạo thành, gồm dây cố định và hàng loạt quả cầu kết xếp chặt vào nhau, tạo nên một vật thể như này trên bàn, là một vật biểu thị nguyên lý bảo tồn năng lượng và động năng. Ví dụ một quả cầu chính là một điểm, khi ta thả nó va vào điểm thứ hai bên trái, động năng và năng lượng của nó sẽ truyền cho quả thứ hai, rồi đến thứ ba, thứ bốn, đến quả cầu cuối cùng thì năng lượng đã được truyền hoàn toàn cho quả đó. Tất nhiên, nếu chúng ta dùng nhiều quả cầu hơn để tác động, lượng năng lượng cũng sẽ được truyền đi như vậy. Nếu trong điều kiện có lực ma sát hoặc không gian lý tưởng, con lắc Newton sẽ trở thành một chuyển động mãi không dừng lại. Dùng mô hình 3D để mô tả, chúng ta có thể thấy, nếu có 1000 quả cầu Newton, năng lượng cũng vẫn sẽ chuyển hóa hoàn toàn đến quả cuối cùng. Do đó, có người muốn mô tả ở môi trường chân không, hiệu quả thí nghiệm trong môi trường chân không, đã phát hiện, thời gian chuyển động trong chân không lâu hơn nhiều so với trong không khí, nhưng cuối cùng chúng không vì ma sát mà dừng lại. Hiện tượng chuyển năng lượng này, có thể sẽ khiến chúng ta liên tưởng đến câu chuyện mượn dao giết người, xây dựng hệ thống quả cầu có tính từ. Từ một góc độ nào đó, có thể phát hiện ra nguyên lý chuyển năng lượng. Mọi người có hay gặp hiện tượng này trong cuộc sống không? Cùng theo dõi chúng mình để biết thêm nhiều điều thú vị nhé!